Tim thật thà hơn lời nói. Nên em hãy lắng nghe tim anh, được chứ? Đã trễ như vậy, em mới kết thúc công việc. Em có phải bị đau dạ dày rồi không? Em lại uống cà phê khi bụng rỗng. Số thuốc mà lần trước anh kê cho em còn hay không? Vậy em về nhà uống 2 viên trước, sau đó lập tức đi ngủ. Ngày mai đến bệnh viện tìm anh. Nếu không triệt để kiểm tra một lần thì anh không thể yên tâm. Hoàn thành công việc thì có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Phòng khám của anh luôn mở cửa cho em. Đợi lâu rồi sao? Nè, mau vào đây. Nếu biểu hiện tốt thì lát nữa sẽ cho em nghe thử. Anh chỉ dỗ dành em, không dỗ dành con nít. Thank you.
Được rồi, trước khi có báo cáo kiểm tra, nhất định phải ăn một bữa thật ngon. Em sai rồi. Lần nào cũng tích cực nhận lỗi nhưng kiên quyết không chịu thay đổi. Được rồi, anh sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm em, chăm sóc cho em. Dù sao chăm sóc cho em cũng là thói quen của anh. Anh không coi em là trẻ con. Anh chỉ hy vọng em vĩnh viễn như một đứa trẻ. Đúng rồi, em còn tò mò về âm thanh trong ống nghe sao? Hôm nay không hề chạy trốn, toàn bộ quá trình đều rất phối hợp, cho nên ống nghe là phần thưởng của em. Nè, thử một chút đi. Không biết vì sao em luôn muốn vứt anh và quá khứ sang một bên, nhưng anh biết người mà anh muốn lại gần là em của lúc này. Anh nghĩ so với ngôn ngữ, nhịp tim sẽ càng chân thật, cho nên mời em nghiêm túc lắng nghe trái tim anh, được không? Có một ngày em sẽ hiểu thôi. Tôi nghe được nhịp đập trái tim cô ấy, không cần dùng ống nghe cũng nghe thấy rất rõ ràng, giống như bản nhạc êm tai nhất ở trên đời. Cộng thêm dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi của cô ấy làm cho người ta thấy buồn cười. Thì ra không phải một mình tôi thất thố. Thì ra trong đôi mắt của cô ấy cũng cất giấu tình ý. Thì ra khoảng cách giữa hai chúng tôi còn gần hơn là tôi tưởng tượng. Cho nên
tôi sẽ không buông tay cô ấy một lần nữa. Nếu khoảng cách giữa hai chúng tôi là 1000 bước, cô ấy chỉ cần bước một bước. 99 bước còn lại đều do tôi bước về phía cô ấy.